Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 85, ngày 29, Ngọn tháp vững bền, ngọn tháp vững bền. Kinh Thánh Thi Thiên 61 câu 1 đến câu 3, câu ghi nhớ Thi Thiên 61 câu 3. Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 61 câu 1 đến câu 3. Kinh Thánh Cựu Ước trang 540. Thi Thiên 61 câu 1 đến câu 3. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, lắng nghe lời cầu nguyện tôi. Khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa. Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi. Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 3. Câu số 3. Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ trong câu số 3 nhé. Câu số 3. Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Nên đọc câu ghi nhớ đã được tô màu. Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Trong phần tìm hiểu, em tìm đường đi đến ngọn tháp vững bền là Chúa Giê-xu nhé. Ở đây chúng ta thấy có Chúa Giê-xu đây. Chúa Giê-xu đang đứng ở đây à, và em thì ở chỗ này. Rồi, làm sao để em đi đến được với Chúa Giê-xu? Một trong những cách rất là chính xác để mình đi từ chỗ này đến chỗ kia là mình không phải bắt đầu từ chỗ này, nó rất là dễ sai, mà bắt đầu chỗ Chúa Giê-xu, cái chỗ đích đến đây, mình đi lại. Thì mình quan sát ở đây thì chỉ có cái đường này là có cái chỗ đi thôi. Còn cái chỗ này thì không có cái đường ra. Bây giờ mình từ chỗ này nha, mình đi. Thì đây, đi đây. Cái đường này nó khuất ở dưới nha. Ở đây mình đi tiếp nha. Đi tiếp. Rồi. Đi tới đây. Cái đường này nó khuất ở dưới đây, nó đi xuống dưới đây. Đi xuống đây. Đi đây. Tới không? Tới rồi. Như vậy là mình sẽ đi cái đường này. Này đến được với Chúa Giê-xu. Nhận biết trong lúc đau khổ nhất, vua David đã hết lòng cầu xin Chúa lắng nghe để gìn giữ bảo vệ, vì Ngài là ngọn tháp vững bền cho ông tin cậy. Trong lúc mà đau khổ nhất nè, vua David đã hết lòng cầu xin Chúa để Chúa gìn giữ bảo vệ, vì Ngài là ngọn tháp vững bền cho ông tin cậy. David đã rất là nhiều những cái khó khăn ở trong đời sống của ông, nhất là lúc mà vua Saul có sự ganh tị và muốn tìm giết ông. Ông David phải chạy trốn rất là nhiều nơi. Ông David không có muốn hại ông Saul, chỉ có chạy trốn khỏi ông Saul thôi, và có những lúc rất nguy hiểm.
Nhưng mà David cầu nguyện với Chúa và được Chúa bảo vệ ở trong sự an toàn, bình an. Bởi vì Chúa là ngọn tháp vững bền cho ông tin cậy. Thực hành thế giới chung quanh ngày nay nhiều tội lỗi. Nhiều tội lỗi, nhiều những cái sự ganh ghét, nhiều bệnh tật, đói kém, chiến tranh. Hãy chọn nơi em tin cậy để được che chở. Chọn nơi em tin cậy. Có phải là cái lâu đài cổ nơi giàu có không? Cái này nó cũng sẽ qua đi. Có phải là nơi nhà thờ không? Ở trong nhà thờ thì cũng có những cái nan đề. Hoặc là ở trường học, trường học thì dạy cho chúng ta kiến thức nhưng mà cũng có những cái nan đề. Nhà thờ thì nơi dạy lời Chúa nhưng mà cũng có những cái khó khăn. Quan trọng nhất là tìm đến với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đấng yêu thương mình. Và em tin cậy nơi Chúa. Chúa bồng ẩm em giống như là Chúa bồng ẩm cái con chiên đây. Mình là con chiên được Chúa bồng ẩm, Chúa chăn dắt, Chúa gìn giữ, bảo vệ. Và mình đến với Chúa trong cái cuộc sống, trong thế giới nhiều những cái nan đề như thế này. Mình đến với Chúa và Chúa sẽ chăm sóc, gìn giữ mình. Mình đến với Chúa bằng cách là mình học lời Chúa mỗi ngày nè, làm theo lời Chúa. Đến với Chúa bằng cách mình cầu nguyện với Chúa, hát ngợi khen Chúa. Và trong mọi sự, Chúa gìn giữ, bảo vệ, soi sáng, hướng dẫn, ban sự khôn ngoan cho mình. Cho nên mình tìm đến Chúa Giê-xu là nơi an toàn nhất, là nơi mình có thể tin cậy, là đấng mình có thể tin cậy. Cảm ơn Chúa vì Ngài là nơi nương náu cho em được bình an. Chúa ơi, con ngợi khen Chúa là đấng yêu thương, đấng chăm sóc, bảo vệ, con cảm tạ Chúa vì Ngài là nơi nương náu của con. Xin Chúa giúp con luôn tin cậy Chúa rồi. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Chúa ơi, con ngợi khen Chúa là đấng yêu thương, đấng chăm sóc, bảo vệ. Con cảm tạ Chúa vì Ngài là nơi nương náu của con. Xin Chúa giúp con luôn tin cậy Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi một ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.